Bệnh ung thư phổi hiện có tỷ lệ mắc bệnh tử và tử vong cao nhất trong nhóm bệnh ung thư, thậm chí cũng gây tử vong cao ở phụ nữ. Trên thực tế, bệnh ung thư phổi nếu sớm được phát hiện, sớm được điều trị thì càng có lợi cho công việc của bác sĩ và sức khỏe của bệnh nhân. Thời gian sống sau khi bị ung thư cũng sẽ dài hơn. Vì vậy, đừng bỏ qua những lời khuyên quan trọng sau đây để ngăn ngừa nguy cơ gây ra ung thư phổi. Thuốc lá được mệnh danh là kẻ giết người số 1. Theo các chuyên gia, yếu tố nguy cơ cao đầu tiên của ung thư phổi là hút thuốc lá. Nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi ở những người hút thuốc cao gấp nhiều lần so với người không hút thuốc. Tỷ lệ mắc ung thư phổi ở phụ nữ ngày càng tăng là do nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, phải bỏ ra hàng giờ để nấu ăn mỗi ngày và chịu ảnh hưởng sức khỏe từ khói nấu ăn. Để hạn chế mắc ung thư phổi vì nguyên nhân này, chị em nên giảm việc sản xuất, chế biến hoặc nấu ăn với các món dầu mỡ tạo ra khói dầu trong phòng và nên lắp đặt hệ thống hút khói trong bếp để tránh tiếp xúc trực tiếp với khói khi nấu ăn. Các chuyên gia y tế thường hay khuyến cáo việc thải bỏ độc tố thanh lọc cho lá phổi bằng thực phẩm cũng là việc cần đặc biệt chú ý. Nên ăn nhiều hơn các loại rau tươi, trái cây, các loại củ như cà rốt, củ cải chứa carotenoid và các thực phẩm khác có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ tất cả các loại độc tố và giải độc phổi. Việc làm lưu thông gió trong nhà nên được bảo đảm đầy đủ và thường xuyên. Nên lắp đặt hệ thống làm sạch không khí để góp phần hút sạch khói bụi, dầu mỡ, hơi nước và các chất gây mùi. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng cần được vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên để có thể hoạt động hiệu quả. Triệu chứng điển hình của bệnh ung thư phổi là ho khan không đờm, ho mãn tính, ho ra máu, khó thở, đau ngực, viêm phế quản, viêm phổi tái phát, sút cân không rõ nguyên nhân và mất cảm giác ngon miệng. Nhóm người có nguy cơ cao do tiền sử gia đình nên đến bệnh viện để theo dõi thường xuyên, cần tiến hành kiểm tra hàng năm hoặc nửa năm một lần, nên đặc biệt chú ý đến việc chẩn đoán và điều trị bệnh phổi mãn tính, khám và chẩn đoán sớm nếu có những dấu hiệu cảnh báo như đã nêu trên. Điều đáng tiếc nhất là bệnh nhân ung thư phổi dễ bỏ qua các triệu chứng cảnh báo bệnh trong giai đoạn sớm. Đây là giai đoạn bệnh đang ở trong điều kiện dễ dàng để kiểm soát. Vì vậy, tuyệt đối không nên lờ đi những dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư phổi cũng như cần lưu ý những lời khuyên trên đây để ngăn cản kịp thời căn bệnh gây tử vong số 1 này.